Top 30 bài hay về truyện ngắn Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Top 1. Ngòi bút của Nguyễn Thành Long không chỉ dừng lại ở những phát hiện mới mẻ và giàu tính bất ngờ, mà còn thể hiện qua những nét vẽ tinh tế về phẩm cách con người qua ngôn từ, qua giọng điệu trữ tình đầy trong trẻo nhẹ nhàng. Truyện ngắn Lặng lẽ Sapa tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Nguyễn Thành Long. Tác phẩm như một bản nhạc đầy tuyệt mỹ, ngợi ca vẻ đẹp của những con người lao động thầm lặng. Họ cống hiến hết mình vì sự yên bình, giàu đẹp của quê hương. Đọc truyện ngắn, ta sẽ thấy một khung trời mới của lẽ sống cao đẹp ở đời. Ra đời vào năm 1970, tác phẩm nghệ thuật ấy như một bản tuyên ngôn thôi thúc mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, hãy sống thật ý nghĩa và có trách nhiệm với cuộc đời. Mở bài 2. Nguyễn Thành Long để lại dấu ấn trong lòng độc giả Việt với những tác phẩm truyện và ký tiêu biểu có thể kể đến như các tập truyện ngắn Ta và Chúng Nó, Giữa Trong Xanh, tập truyện Trong Gió Bão, Khúc Hát Người Cán Bộ, hay những tập bút ký xuất sắc như Bát Cơm Cụ Hồ, Gang Ra, v.v. Bằng chất liệu hiện thực cùng lối viết phóng khoáng mới mẻ với những hình tượng nghệ thuật đẹp, nhà văn đã mang đến một luồng gió mới cho nền văn học nước nhà. Lặng lẽ Sapa là một truyện ngắn hay và lôi cuốn của ông. Tác phẩm được ra đời sau chuyến đi thực tế tại vùng đất giàu đẹp Sapa. Vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây cùng những con người hồn hậu giàu lý tưởng của vùng đất này được thể hiện rõ qua tác phẩm. Mở bài 3. Ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa, ta nhập vào hòa ca, một nốt trầm sao xuyến. Trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ, nhà thơ Thanh Hải đã thể hiện khát khao cháy bỏng được dâng hiến hòa nhập mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của đất nước. Cũng viết về một nốt trầm lặng lẽ nhưng cao đẹp giữa cuộc sống, nhà văn Nguyễn Thành Long trong truyện ngắn Lặng lẽ Sapa đã hướng ngòi bút đến những con người vô danh vẫn âm thầm đóng góp sức lực cho tổ quốc thân yêu. Lặng lẽ Sapa, một bản nhạc dịu dàng, ngợi ca những người say mê và miệt mài với lý tưởng đẹp đẽ vì cộng đồng, sống một cuộc đời ý nghĩa và xứng đáng nhất. Truyện ngắn được viết vào năm 1970 sau cuộc hành trình lên Lào Cai của tác giả. Có lẽ vì cảm mến và trân trọng thiên nhiên và con người chốn này mà tác giả đã viết nên một tác phẩm hấp dẫn và đặc sắc như thế.